Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Hà Nội Filter. Mình là Việt và ngày hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn mở hộp 4 chiếc bom chủ Z490 mới nhất đến từ Kiabai. Ok rồi, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Thế nhưng điều đặc biệt đầu tiên mà mình muốn nói đến trong ngày hôm nay đó chính là bạn nữ xinh đẹp ngang ngồi cạnh mình đây. Và chào em, anh ngồi đây từ sáng thì em có thể cho các bạn biết thêm một chút về bản thân mình được không? Vâng, ok anh Việt. Xin chào tất cả các bạn, mình là Nami, mình là member mới của Hà Nội Computer. Ngày hôm nay thì rất vui khi được làm quen với tất cả mọi người. Và trong thời gian tới đây thì Nami sẽ cùng với các bạn chia sẻ về những sản phẩm như là laptop hay là màn hình với cái góc nhìn của một người dùng cá nhân. Đặc biệt là những người mới này hay là những cái bạn mà mới tìm hiểu cái công nghệ như mình chẳng hạn. Tất cả những cái điều này thì giúp cung cấp cho các bạn khán giả những cái nhìn chân thật nhất này, chính xác nhất và những cái cảm nhận thực tế về các sản phẩm mới ra mắt hay là những sản phẩm hot trên thị trường hiện nay. Và hy vọng rằng các bạn sẽ ủng hộ mình trong thời gian tới nhé. Vâng, xin cảm ơn phần giới thiệu về bản thân rất ngắn gọn và xúc tích của Nami. Và trở lại với vấn đề chính ngày hôm nay thì chúng ta sẽ mở hộp 4 chiếc MenZ490 mới nhất đến từ nhà Gearbuy. Và trong số này thì sẽ có 3 chiếc thuộc dòng Aorus, thuộc dòng gaming cao cấp của Gearbuy và một chiếc thuộc dòng là Vision G. Một dòng sản phẩm mới của Gearbuy sẽ đánh vào phân khúc những người dùng sáng tạo nội dung. Vậy thì theo phép lịch sự thì mình sẽ để cho phụ nữ chọn chiếc và Nami, em sẽ chọn cái sản phẩm nào đầu tiên để unbox cho các bạn đây. Vâng, cảm ơn anh Việt. Ở đây chúng ta có 4 chiếc men, vậy thì Nami xin phép chọn em này đi. Bạn này thì có tên là Z490i Aorus Ultra. So với tất cả các bạn ở đây thì bạn này có kích thước nhỏ nhất vì bạn ấy mang kích thước là ITX. Đặc biệt là với dòng sản phẩm Aorus cao cấp này thì nên là các bạn có thể nhìn thấy họa tiết trên vỏ hộp ấy thì cực kỳ sắc nét và khá là ấn tượng bắt mắt đúng không? Bên cạnh đấy thì cảm giác sờ vào mặt nhám trên hộp này thì cực kỳ sướng tay. Về nhân vật chính lần này thì mình đã có cơ hội cầm nắm ngắm nghía em nó trước rồi. Và phải nói đây là một chiếc bo mạch chủ bé hạt tiêu lợi hại cực kỳ luôn. Nó nặng hơn những gì mình tưởng tượng ban đầu khá là nhiều. Có lẽ bởi vì toàn bộ những chi tiết gì có thể được bọc thép thì Gearbuy đã đều trang bị cho sản phẩm này rồi. Các bạn có thể thấy khe RAM, khe PCIe và đặc biệt là phần tảng VRM lẫn phần giáp tre cổng in-out ở ngay đây cũng được gia công bằng kim loại luôn. Riêng về điểm này thì có khi nó còn hơn cả những người anh to con của mình đôi phần, thực sự khá ấn tượng. Nhiều nữa là mình thấy hay ở đây chính là Z490i Aorus Ultra được trang bị cả backplate. Gearbuy thực sự đã ưu ái cho chiếc bo mạch chủ này. Tuy nhiên nó vẫn sẽ bị hạn chế một tẹo về số khe cắm RAM và cổng PCIe, nhưng cũng dễ chấp nhận thôi, cái kích cỡ nhỏ bé mà. Vậy thì chipset Z490 sẽ đem lại những cải tiến gì so với người tiền nhiệm thì Nami có thể chia sẻ luôn với các bạn được không? Ok anh Việt. Đầu tiên thì Z490 là chipset sớm nhất được hỗ trợ CPU đời 10, chạy trên socket mới là LGA1200. CPU đời 10 thì đầu tiên như truyền thông đã đưa là thứ mà các bạn vẫn đang ngóng chờ từng ngày. Thứ hai là nó mang đến tùy chọn kết nối PCIe 4.0, rất giá trị cho những ai đang muốn nâng cấp lên VGA cao cấp hoặc ổ SSD tốc độ cao. Một khởi đầu khá ấn tượng của Nami với chiếc Z490i Ultra. Và đến bây giờ chúng ta sẽ đến tiếp tục với hai chiếc bo mạch chủ Z490 tiếp theo. Đó chính là chiếc Z490 Pro AX và chiếc Z490 Aorus Master. Hai chiếc bo mạch chủ này được mình giới thiệu đồng thời bởi chúng sẽ chia sẻ nhiều điểm chung như cùng có kích cỡ Full ATX, có 4 khe RAM và đều hướng đến những bạn xây dựng những chiếc máy tính chơi game để bàn. Điểm khác nhau giữa chúng chính là phân khúc. Nếu như Aorus Master hướng đến đối tượng khách hàng cao cấp thì Pro AX lại hướng đến việc phục vụ các khách hàng phổ thông hơn. Để làm được điều đó, nó đã cắt giảm bớt đi một khe PCIe so với Aorus Master và ngoại hình của nó phần nào đấy cũng bình thường hơn người anh em của mình. Chúng ta có giáp in-out bằng nhựa, tay nguồn ít linh kiện hơn và khả năng phát sáng LED RGB cũng hạn chế hơn. Tuy nhiên bù lại thì chuẩn kết nối Wi-Fi mới đã được thêm vào và những chi tiết bọc thép ở khe RAM, khe PCIe vẫn được giữ nguyên. Còn lật ra mặt sau, vâng thì dĩ nhiên rồi thì nó sẽ không có ốp lưng. Và đây là điều chúng ta cần phải đánh đổi để có mức giá tốt hơn ở sản phẩm này. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với chiếc Z490 Aorus Master. Và nói về dòng này thì có lẽ không cần phải giới thiệu quá nhiều với các bạn nữa rồi, bởi vì nó đã quá quen thuộc. Thực tế thì chiếc Z490 Aorus Master này nó sẽ là sự tiếp nối của chiếc Z390 Aorus Master từ năm ngoái. Và nói về cái con mainboard đó thì có lẽ nó là một trong những con được ưa chuộng nhất của Konami. Vâng, đúng thế ạ. Và gần như là những gì tốt đẹp nhất và những gì cao cấp nhất thì Gearbuy sẽ đem lên cái sản phẩm này. Chúng ta có một ngoại hình được nâng cấp lên từ năm ngoái với mặt trước gần như đã được phủ giáp. Nói thế thôi chứ thật ra chúng là phần tản nhiệt cho SSD được mở rộng ra. Nhưng dù gì thì trông nó vẫn sẽ cao cấp hơn chiếc Pro AX khá nhiều khi ngoài chi tiết đó ra thì phần giáp in-out được đầu tư hầm hố hơn với hệ thống LED RGB, có thể được đồng bộ bằng phần mềm RGB Fusion. Điều tương tự cũng xuất hiện trên tản nhiệt chipset.
Và nói về linh kiện cũng như đầu nguồn hỗ trợ cho cả máy ép zoom thì Z490 Aorus Master sẵn sàng giúp cho những ai muốn chinh phục giới hạn mới với đầu cấp nguồn 8.8 pin. Phần cổng in-out thì nó cũng có những cổng tương tự kết nối như chiếc Pro X thôi, nhưng được bổ sung đáng giá là hai nút Q+ và nút Clear C-Mode nóng. Dĩ nhiên với thứ hạng cao cấp của mình thì Z490 Aorus Master trang bị cho mình một tấm bách LED lớn ở phía sau, được có sơn đen toàn bộ và có thiết kế dạng mặt nhám giúp tăng độ bền cho sản phẩm và cùng với người sử dụng có thể chinh chiến trong nhiều năm sắp tới đó. Tuyệt vời đúng không ạ? Vậy thì em có thể lấy cho anh cái main có cái vỏ màu trắng này các em không? Đây. À, với một chiếc vỏ như thế này thì nó làm mình gợi nhớ đến những cái sản phẩm cách đây khoảng hơn một chục năm rất là nhiều. Đó là thời của những cái chiếc G31 và G41 ngày xưa. Nó có một cái thiết kế vỏ rất là bình thường thôi, rất là giản dị. Và với cái vỏ như thế này thì mình nghĩ rằng là nó sẽ trở thành một cái sản phẩm mà sẽ giúp các bạn được trải nghiệm được những cái tính năng mới nhất của dòng mainboard sử dụng chipset Z490. Và mình đoán nó sẽ trông cái main ở bên trong nó cũng sẽ rất giản dị thôi. Mình mở ra thử xem. Thật sự là đây là một ví dụ rất là rõ ràng cho cái câu là không thể nào đánh giá một quyển sách qua cái bìa của nó. Và có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu đến chiếc Z490 Vision G. Đây là chiếc boy máy chủ nhắm vào phân khúc người dùng là những nhà sáng tạo nội dung. Nó sở hữu một thiết kế nghiêm túc với tông đen trắng làm chủ đạo và những góc vuông 90 độ. Những điều nét này là mình nhớ đến một dòng sản phẩm được khá ít người biết đến trước đây của Gearbyte, đó chính là dòng Designer. Khả năng là do giá bán của các sản phẩm Designer quá cao nên Giga đã làm tên dòng Vision này. Cái logo Vision thì xuất hiện ở trên giáp tre in-out, miếng chặn main và ngay cả trên miếng tre socket. Và ở trên miếng tre socket chúng ta còn thấy cả những chia sẻ ngắn về chiếc lý thiết kế của Gigabyte luôn. Khá ấn tượng. Về cổng kết nối phía sau thì chiếc main này không hỗ trợ Wi-Fi và những cổng kết nối mà nó có cũng rất cơ bản thôi. Điều tương tự cũng áp dụng cho đầu cấp nguồn C2 cũng như số linh kiện của cây nguồn. Nó cũng không có backplate. Mình dự đoán đây là sản phẩm Z490 rẻ nhất trong cả 4 sản phẩm chúng ta unbox ngày hôm nay. Vậy thì Nami, em nghĩ thế nào về chiếc boy máy chủ này? Em thì rất thích màu trắng và đặc biệt là nếu như trước đây em có theo học ngành thiết kế thì chắc chắn phải sắm cho mình một em này rồi. Rất tiếc là lại không học chứ không thì... Và trong tương lai thì chúng ta còn có thể có cơ hội thực trên tay những sản phẩm hot hit khác đến từ Gearbyte như là chiếc Z490 GameX giá rẻ ạ, hoặc là chiếc Z490 With The Fox. Mình hy vọng là như vậy. À, các bạn thì sao? Các bạn thích sản phẩm nào trong số 4 sản phẩm bọn mình vừa unbox thì có thể để lại ở bình luận ở phần comment bên dưới. Và nếu các bạn thích video này thì đừng quên bấm like, share cũng như subscribe để chúng ta có cơ hội được gặp nhau trong tương lai. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!